Các bác chào tất cả anh em, lại tiếp tục lên đường với mẫu JBL T18 Pro cho các bác và anh em phục vụ toàn quốc luôn các bác ạ. Mẫu này thì anh em chơi khá là nhiều ở thời điểm hiện tại và đang có giá cực kỳ tốt luôn, giá khuyến mại chỉ có 1.800.000 đồng thôi. JBL T18 Pro đang rất là hot và đang rất là cháy hàng trên thị trường âm thanh Việt Nam. Mẫu này thì là mẫu vang cơ lai số, em nhắc lại một lần nữa cho những anh em nào chưa biết, mẫu vang cơ lai số có đầy đủ các kết nối để anh em lấy tín hiệu như USB này. Cổng quang ở mặt sau cũng như là dâu anten ở Bluetooth cũng ở mặt sau cho anh em. Mẫu này thì có kết nối Bluetooth, cổng quang USB và dây AV cho anh em lấy nhạc từ TV, máy tính, tất cả những cái phần mềm đó anh em có thể lấy nhạc được để anh em có thể kết nối với con JBL T18 Pro này nhá. Mẫu này thì sẽ có Bluetooth 5.0 cao nhất ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì có rất là nhiều tính năng cơ bản của một dòng vang cơ lai số, đó chính là phần delay, repeat, reverb echo chỉnh riêng, exciter lớn tiếng mic. Và con này thì có một cái độ FB trùng hú cực kỳ ổn định và em đã test qua rất là nhiều lần rồi. Anh em sử dụng về và cũng phản hồi rất là tích cực với mẫu JBL T18 Pro này. Tiếng con này thì lại khá là thanh cho anh em. Anh em nào có một muốn có một chất giọng thanh cao thì anh em nên sử dụng con JBL T18 Pro để phục vụ các bác và anh em, hỗ trợ tiếng hát, anh em hát cảm thấy nó hay hơn, bay bổng hơn rất là nhiều với em JBL T18 Pro nhá. Mẫu này sẽ là người anh em của dòng JBL T10 và sẽ là phiên bản màu đen cho anh em. Ngoài ra thì mặt màn hình 4K hiển thị đầy đủ thông số và có thêm một phần nữa của nhà sản xuất họ đã nâng cấp lên, đó chính là cái phần đèn nháy điện tử. Khi anh em cắm tín hiệu lấy nhạc vào thì cái mặt bên trái đây, khu vực bên trái nó sẽ tách riêng với khu bên phải. Nếu bên phải thì nó sẽ hiển thị những cái tính năng, chế độ tính năng của con JBL. Còn bên trái ở mặt màn hình này thì sẽ hiển thị cái đèn nháy. Khi anh em kết nối nhạc, anh em alo tiếng mic thì nó sẽ nháy lên rất là đẹp. Ok thì tiến đây thì em sẽ test trước khi gửi hàng đi cho một số bác khách hàng. Ngày hôm nay thì bên em cũng có khá là nhiều đơn JBL T18 Pro. Như thông thường thì bên em sẽ làm những cái video gắn tên luôn các bác và anh em luôn, nhưng mà ngày hôm nay thì quá là nhiều các bác và anh em đặt hàng nên em sẽ làm để cho các bác và anh em xem luôn được là cái mẫu JBL T18 Pro này đang rất là hay. Thì em sẽ tiện đây thì em sẽ không làm như thông thường em làm nữa, thì em sẽ test luôn để cho các bác và anh em có thể là trải nghiệm được cái dòng sản phẩm JBL T18 Pro đang rất là hot này. Ok, ở đây em sử dụng mic dây nhé. Ngoài ra anh em về nếu mà có mic không dây, anh em có thể cắm vào mặt sau. Mặt sau thì sẽ có thêm một cổng mic nữa để em cắm mic không dây nhìn nó đẹp hơn. Nếu anh em nào cắm mic dây thì cắm mặt trước. Đấy, ok. Alo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Đấy, anh em nghe qua tiếng chất âm của em JBL T18 Pro chưa? Tiếng con này thì rất là thanh rồi, tiếng rất là cao cho anh em nhé. Mẫu này thì anh em có thể là lên những nút cao một cách rất là nhẹ nhàng, bởi vì nó đã hỗ trợ rất nhiều về cái giọng hát cho các bác. Ngoài ra phần echo vang nhại mượt mà quá mức rồi. Đấy, và giá thì ở thời điểm hiện tại đang có giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có 1.800.000 đồng thôi. Em nghĩ là dòng vang cơ lai số mà hay em JBL T18 Pro này chỉ có 1.800.000 thì anh em ngay bây giờ còn chần chờ gì nữa, nhấc máy lên và gọi số điện thoại 0979629336 nhé, hưởng ngay mức giá ưu đãi chỉ có 1.800.000 đồng thôi. Bao ship toàn quốc này, tặng cho anh em một đôi dây. Tính ra các bác anh em bỏ ra chỉ có hơn 1.600.000 đồng một chút, anh em đã sở hữu được một con JBL T18 Pro. Đấy, vừa là vang cơ lai số đầy đủ tính năng, tiếng lại hay, hàng chuẩn nhập khẩu nguyên chiếc mới 100%, có luôn chế độ bảo hành 12 tháng và một đổi một trong vòng 1 tháng cho anh em. Ok, video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.